X88 nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Ngô Gia Tự và đang được giao bán với giá 3 tỷ 500 triệu. Căn nhà có diện tích 79m², 3 tầng, được xây dựng chắc chắn với thiết kế hiện đại, thoáng mát. Tầng 1 của căn nhà bao gồm phòng khách và phòng bếp thông nhau, ngăn cách giữa được trang trí một kệ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá màu trắng sáng bóng, hệ thống đèn chiếu sáng đẹp. Toàn bộ tường của ngôi nhà lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, tạo cảm giác hiện đại, tiện nghi, tạo điểm sáng cho ngôi nhà. Đi sâu vào bên trong ngôi nhà sẽ là không gian phòng bếp rộng thoáng, đã có sẵn kệ bếp mới đẹp sạch sẽ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo nhà đất. Căn nhà được xây dựng độc lập nằm trong khu vực đắc địa trên tuyến đường Ngô Gia Tự. Ngôi nhà có đầy đủ công năng, nội thất bằng gỗ sang trọng và quý phái, hiện đại. Nhà nằm trong ngõ rộng thông thoáng, cách mặt đường Ngô Gia Tự 100m, ô tô vào tận nhà vô cùng thuận tiện. Chỉ với 3 tỷ 500 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 79m², 3 tầng. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.